Sen một nở tại Linh Sơn. Sen hai nở ở Yên Sơn, nước Rồng. Sen ba nở chùa Thiền Tông ở tại đất Rồng của tỉnh Long An. Tôi tên là Trần Minh Khánh, cư ngụ tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây tôi xin hỏi ban giải đáp tổng cộng 17 câu. Mong ban giải đáp trả lời cho tôi rõ thông. Xin cảm ơn. Các câu hỏi của tôi như sau. Câu hỏi 1. Xin cho biết các đạo trên trái đất này tại sao lại có? Tôi là Thiền Gia Hoàng Oanh, là thành viên trong ban giải đáp của chùa Thiền Tông Tân Diệu. Tôi xin giải đáp câu hỏi của anh Trần Minh Khánh, cư ngụ tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh như sau. Các đạo trên trái đất này thì anh phải hiểu là như sau. Đạo là gì? Đạo nghĩa là con đường đi. Và con đường này sẽ dẫn mình đi đâu? Xin trả lời là con đường này sẽ dẫn mình đi tìm sự thật, cho nên mới có đạo là như vậy. Xin mời anh đặt câu hỏi tiếp theo.